Chị ơi, hôm nay em đang muốn giới thiệu với các chị đây là cái dòng sản phẩm mà em đang dùng ha. Thì đây là cái dòng dầu gội đầu dưỡng tóc nha các chị. Thì hồi trước tới giờ thì em cũng muốn nói luôn với các chị là từ khi mà em đi qua tới Mỹ á, thì cái môi trường nước nó khác nhau á, nên cái tóc của em khi mà em gội đầu với bất kỳ các sản phẩm nào thì em đều bị ngứa và bị rụng tóc rất là nhiều ha. Và da em là một loại da dầu, nên nó khi mà mình dùng một số cái loại sản phẩm trước kia thì nó không có làm sạch cho cái da của mình. Cái da đầu của em lúc nào nó cũng bết rít hết mấy chị. Một hai ngày mà không gội đầu là bắt đầu mình thấy cái da của mình nó đổ dầu và bết rít và nó rụng tóc rất là nhiều ha. Thì cái sản phẩm đó nó giúp cho em là không có rụng tóc, không có bị ngứa, nhưng mà nó sẽ không có giúp cho em được một cái làn tóc mượt mà ha. Và từ khi em tìm ra được cái sản phẩm này ha, trên tay em đây là một cái dầu gội đầu, thương hiệu của nó là tên là Epoch ha. Thì đây là một chai dầu gội, nó có tính năng là gội sạch cho da mình ha, bảo vệ da mình và chống gàu luôn nha mấy anh chị. Thì nó trở nên nó bồng bềnh hơn, nó volume hơn ha. Tuy là mấy anh chị thấy nó còn ướt nè, nhưng mà nó đã volume lên hết mấy anh chị. Khi mà em sấy khô rồi thì tóc em nó rất là bồng bềnh, rất là khỏe luôn. Còn đây là một cũng cùng một thương hiệu dầu gội đầu, nhưng mà cái chai này á là nó giúp cho mình là nó có hai tính năng là vừa gội vừa xả với trong đây luôn hết mấy anh chị nào mà bị tóc khô, tóc không mượt nè, gãy trẻ ngọn nhiều thì dùng cái sản phẩm này nó sẽ giúp cho anh chị cải thiện cái tình trạng đó. Nó sẽ giúp cho da đầu của mình nó sạch và khỏe, tóc của mình nó bóng mượt hơn ha. Còn những anh chị nào mà cảm thấy cái da đầu của mình bị dầu thì dùng cái loại này cho em, nó sẽ chống rụng tóc và chống gàu luôn cho mình ha anh chị. Đây là hai cái sản phẩm mà hôm nay muốn giới thiệu tới các anh chị. Các anh chị có cần thì cứ liên hệ với em ha.